Xin kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh Dòng chảy cuộc đời. Ba đặc điểm nhận biết của một người có thiện niệm, sống tốt, chắc chắn có hậu phúc về sau. Thế giới này đầy rẫy sự phức tạp, ngàn người, ngàn khuôn mặt, tính cách khác nhau. Vậy làm thế nào để biết được một người là phúc hậu? Mấu chốt nằm ở chỗ quan sát nội hàm tinh thần của họ. Mọi người đều sẵn lòng kết giao với người phúc hậu bởi vì họ có thể khiến chúng ta cảm thấy yên tâm, cảm thấy tin tưởng. Cách đối nhân xử thế, ai cũng như vậy, phúc hậu chính là sức mạnh lớn nhất. Nếu như một người có được 3 loại phẩm chất dưới đây, vậy thì chúng ta có thể nói người này là một người phúc hậu. 1. Người phúc hậu trong lòng nhất định có thiện niệm. Phúc hậu không liên quan gì đến tài năng, học thức, nó là một loại mỹ đức trong tính cách của con người. Từ Mã Quang đã viết trong Tư Trị Thông Giám, người có tài mà thiện thì cái thiện sẽ lớn vô cùng, người có tài mà ác, cái ác cũng lớn vô cùng. Xã hội rất nhiều người chỉ biết mình, không biết người khác, tấm lòng eo hẹp, không thể bao dung. Còn người phúc hậu, mọi lúc mọi nơi đều suy nghĩ cho người khác. Người sống vì người khác chính là hy vọng người khác có được cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn, không phải chịu cực khổ khốn đốn. Loại người này cơ bản đều có thể làm được đổi vị trí suy nghĩ, luôn biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để suy xét vấn đề. Lòng mang thiện niệm chính là gốc rễ của phúc hậu. Tương trợ giúp đỡ người khác là tiểu thiện, xông pha khói lửa, hy sinh vì nghĩa là đại thiện. Tuy đặt mình vào vị trí của người khác, suy nghĩ cho người khác chỉ là tiểu thiện, nhưng người phúc hậu thì lại không thể thiếu phẩm chất này. Họ nhiệt tâm với lợi ích chung, dấn thân vào công tác cộng đồng, sự nghiệp của quần thể. Vì thế, mọi người đều cam tâm tình nguyện, ủy thác trách nhiệm cho họ. 2. Người phúc hậu nhất định thẳng thắn chính trực. Nếu như nói lương thiện là vì người khác, vậy thì hàm nghĩa của chính trực chính là gặp chuyện có thể dùng tiêu chuẩn suy xét đúng sai để cân nhắc. Người phúc hậu nhất định phải là người chính trực, họ có một bộ giá trị quan rõ ràng và vững chắc. Khi đối mặt với tiểu sự hay đại sự đều có thể đưa ra phán đoán phù hợp với nhân tình đạo lý. Người chính trực gặp chuyện sẽ không đơn thuần căn cứ vào lợi ích để đưa ra phán đoán mà là quan sát lương tâm của mình. Xem cái gì có thể khoan dung, điều gì không thể tha thứ. Trong lòng của họ có một giới tuyến, cũng có một thước đo. Một khi vượt qua giới tuyến này, họ sẽ ngay lập tức cảnh giác, dùng hành động để ước chế. Đối mặt với hành vi hiếp đáp người già hoặc trẻ em, họ có thể kịp thời đứng ra ngăn cản. Khi thấy người qua đường gặp hoạn nạn, họ có thể nghĩ cách cứu giúp. Đây đều là biểu hiện của người có phúc hậu. 3. Người phúc hậu nhất định làm việc nghiêm túc, cẩn thận. Khổng Tử viết, quân tử thái mà không kiêu, tiểu nhân kiêu mà không thái. Thái tức là núi Thái, Thái Sơn ở trong lòng chính là có hình tượng an bình, ổn định, trang trọng, là thái độ nghiêm cẩn giống như Thái Sơn. Người như vậy sẽ khiến người khác tín nhiệm, khiến người khác yên tâm, vì thế cũng được gọi là người phúc hậu. Tinh thần nghiêm cẩn chính là làm người không cay nghiệt, không so đo, không đoạn tuyệt, không ích kỷ, dùng tâm thái bình hòa đối đãi với hết thảy mọi thứ trong thế gian. Có thái độ nghiêm cẩn thì mới có thể gặt hái được thành công. Trong cuộc sống, chúng ta thường gặp một số người làm việc bừa bãi, không đầu không đuôi. Khi được giao làm việc gì cũng cảm thấy lo lắng suy nghĩ. Kỳ thực, đây chính là biểu hiện của không có phúc hậu. Phúc hậu không phải bắn tên mà không đích, dễ dàng tha thứ người khác, tùy ý trái với nguyên tắc. Phúc hậu cũng không phải khăng khăng làm người hiền lành, tình nguyện để quyền lợi của chính mình bị nhiều lần xâm phạm mà không hề phản kháng. Phúc hậu là được thiết lập trên cơ sở phân biệt đúng sai rõ ràng. Chính vì thế, phương thức hành sự của người phúc hậu là cực kỳ nghiêm cẩn. Trong cuộc sống, trước mỗi sự việc, ta luôn giữ được sự bình tĩnh thì kết quả ắt sẽ tốt đẹp. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với quan điểm nội tâm bình tĩnh thể hiện sự cao quý là biểu hiện của sự trưởng thành và trí tuệ con người. Trong cuộc sống cũng vậy, những con người điềm tĩnh luôn toát ra ở bản thân một sức hút vô hình. Họ toát lên sự tự tin, chín chắn và trưởng thành. Họ thường là những người thành công cả trong công việc và cuộc sống.
bình tĩnh không phải là sự nhàm chán, không phải là trống rỗng, không phải sự cứng nhắc, mà là sự trật tự, rành mạch, phong phú trong nội tâm, là một sự tự kiềm chế bản thân, không để việc được mất, tốt xấu từ thế giới bên ngoài làm ảnh hưởng tới cách sống của bản thân. Bản lĩnh bình tĩnh không chỉ là sự trầm tĩnh lặng lẽ, mà là một loại thần thái, là một loại trí tuệ. Hôm đó, sau khi viết xong một bức thư pháp, tôi có mang nó đưa cho một người đồng nghiệp trong ngành xem. Cậu ấy chỉ vào hai hàng chữ viết ngay ngắn thẳng hàng khen: "Này, xem những chữ này đi, vừa nhìn là biết được cậu viết khi tâm trạng rất bình tĩnh. Nhìn xem, bắt đầu từ chữ này là tâm cậu đang bị hỗn loạn. Cuối cùng, cậu ta nói một cách ẩn ý. Nghĩ gì vậy, khi tâm không tĩnh, nét bút sẽ không có lực, không có thần khí. Luyện viết thư pháp cũng giống như đang rèn luyện nội tâm vậy." Nghe xong, tôi thầm sửng sốt. Vừa nãy khi đang viết, bất chợt nghĩ tới một số việc khiến lòng dạ có chút rối bời. Vì vậy mà chữ viết có sự thay đổi lớn như vậy, hình dáng lộn xộn chứ không thể quy củ như lúc đầu. Nhìn lại từng từ, từng chữ ở phía trên, càng nhìn càng thấy thích, từng đường nét, từng chữ được viết lên một cách cứng cáp, đẹp đẽ. Rõ ràng là một sự bình tĩnh, sáng tỏ hội tụ ở ngoài bút. Cái tĩnh đó viết ra như đang khắc họa từng nhịp đập tích tắc của trái tim. Từ ngòi bút chan chứa mà xuất ra. Vì vậy, luyện thư pháp lâu ngày, điều luyện được là sự tĩnh lặng như nước chảy ở chỗ sâu của tâm hồn. Trong nghệ thuật nhân sinh, diễn viên đóng vai chính diện Trần Khôn từng nói: "Muốn làm người khác chú ý tới mình, không phải dùng cách ngẩng cổ lên, đôi mắt mở to lên, há miệng thật to để làm người khác chú ý. Mà điều ta cần làm đó là cho dù bản thân có ngồi ở đó không nói một lời nào, nhưng người khác cũng có thể chú ý tới mình. Mặc dù những điều anh ta nói đều chỉ là mang nghĩa biểu tượng, tuy nhiên ngẫm lại thì thấy rằng người không nói một lời nào mà ngồi ở đó có thể làm người khác chú ý chính là lực hấp dẫn và lực xuyên thấu của sự tĩnh lặng. Đây chính là tác dụng của sự bình tĩnh. Mà sự bình tĩnh không phải là vô vị, không phải là trống rỗng, không phải là sự cứng nhắc, mà là trật tự rành mạch phong phú trong nội tâm, là một sự tự kìm nén bản thân, không để việc được mất tốt xấu từ thế giới bên ngoài làm ảnh hưởng tới cách làm người, cách sống bên trong. Nhưng sự bình tĩnh đôi khi không chỉ là sự trầm tĩnh, mà có nhiều khi nó là sự đắn đo xem xét tình thế, là một loại thần thái, là một loại trí tuệ, để rồi khi qua tay bạn, nó liền trở thành một loại sức mạnh, một loại sức mạnh có thể chiến thắng tất cả, có thể thành một loại sức mạnh như người lính chiến đấu hiên ngang, không biết cúi đầu khuất phục trước quân thù. Tôi nhớ một câu chuyện như thế này. Có một nữ tài xế taxi bị cướp, khi dao của tên cướp kề vào eo của cô không hề hoảng hốt lúng túng, mà bình tĩnh dùng thái độ ôn hòa để ứng phó, dùng sức mạnh của sự bình tĩnh để làm cho tên cướp hung ác tàn bạo phải tự từ bỏ việc phạm tội. Sau khi bị bắt, tên cướp có chia sẻ nguyên nhân mà hắn bị nữ taxi chinh phục. Từ trước tới giờ, hắn chưa gặp một người nào bị bắt, bị trói lại có thể bình tĩnh như cô ấy. Sự bình tĩnh này của cô ngược lại làm hắn hoảng loạn tinh thần. Sự bình tĩnh này chính là sự linh hoạt, chính là không sợ hãi trước hiểm nguy, chính là khí phách của bậc anh hùng khẳng khái. Cho dù núi Thái Sơn có sụp ngay trước mắt thì sắc mặt cũng không thay đổi. Bình tĩnh còn là sự cao quý. Tôi từng xem qua một pho tượng trong động đá ở Long Môn. Điều thu hút tôi nhất chính là nét mặt của bức tượng. Nghe nói là bắt chước khuôn mặt của nữ hoàng Võ Tắc Thiên để chạm khắc lại. Mặt mũi hiền hậu, tựa như nếu không có nụ cười sẽ bộc lộ ra nội tâm trong lòng. Nụ cười đó chính là sự bình tĩnh, tựa như đang từ trên cao mà bao quát vạn vật. Sự tôn quý đó dường như là người ta thở cũng không dám thở mạnh. Không nên truy cầu thành công, mà hãy truy cầu một tâm thái bình tĩnh. Ngồi một mình bên cửa sổ, tĩnh tâm nghe tiếng gió thổi, cành cây đu đưa, là một sự yên tĩnh thong dong. Thân ở nơi ồn ào nhưng vẫn ngồi đó yên định như không. Đối diện với những âm thanh ồn ào, kẻ tranh người đoạt, giống như trong xã hội đầy bon chen, gành đua như thác nước đổ, tôi chỉ chọn lấy một cái gáo nhỏ để uống chút nước ở đó, là một loại bình tĩnh đạm bạc. Từ trên cao nhìn xuống để quan sát thế sự như nó vẫn thường có,
coi những điều đó như thoảng qua, như mây, như khói, là một sự bình tĩnh tới thản nhiên. Khi đối diện với sự thất bại, vẫn trước sau như một, kiên định không xa rời việc tiến tới mục tiêu, là một sự bình tĩnh cứng cỏi, bền vững. Bình tĩnh bao dung với tất cả, bình tĩnh chinh phục tất cả, bình tĩnh ở bất cứ nơi đâu. Vì vậy, không cần một mực truy cầu để đạt tới thành công, mà nên truy cầu một tâm thái bình tĩnh. Bởi khi có một tâm thái bình tĩnh, thành công nhất định cách bạn không xa. Đừng bỏ lỡ những video bổ ích khác trên kênh Dòng chảy cuộc đời bằng cách nhấn đăng ký kênh và bấm vào chuông thông báo bạn nhé. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.